Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Ở trong cái video ngày hôm nay, bên Huấn Audio sẽ hướng dẫn cho tất cả những anh em chưa biết để chế ra một chiếc phân tần để đánh cho loa chép Ken 450. Anh em nghĩ rằng ở đây là tép 450 nhá, chứ không phải là tép 750. Tép 450 là tép cái cuộn côn ở trong ấy, là côn 44 thì gọi là tép 450. Và em làm video này để hướng dẫn cho anh em chưa biết, còn những bác đó là cao thủ thì có thể bỏ qua cho em. Và sau đây là những cái linh kiện mình cần chuẩn bị. Đầu tiên là cuộn xeo cảm. Cuộn xeo cảm thì anh em phải kiếm có lõi sắt non nhé. Sắt non là trong dạng như lõi của các biến thế. Nếu các bác không kiếm được tròn như này thì các bác có thể là kiếm vuông, không nhất thiết là phải tròn. Mà tròn thì anh em kiếm cho em cái đường kính nó là 12 ni, tròn như này, tròn này 12 ni và dài là 2 phân rưỡi. Nếu vuông thì anh em kiếm cho em vuông tầm 14 vuông cũng được, hoặc là 12 vuông cũng được. Cái đây thì cái sắt này không nhất thiết là phải quan trọng. Và kích thước là 2 phân rưỡi. Và cái dây đồng để quấn này, cái con xeo này là anh em dùng đồng 0.7 chia được 1 ni nhé, 0.7 chia được 1 ni nữa. Và em quấn lần lượt cho em nhé, quấn lần lượt tất cả là 6 lớp. Mình làm đồ chế gia đình thì mình không cần phải quấn đẹp như này, đây là quấn bằng máy. Đó là quần xeo cảm. Và tiếp đến đó là quần cái con tụ. Tụ cản ở đây thì anh em mình dùng cho em quân tụ 2.2mm và 400V như này. Anh em dùng cho em tụ 400V nhé. Trở sứ thì anh em dùng cho em con 30W và 20 ohm. Và sau đây là cách đấu nối để dựng lên chiếc phân tần này. Dây âm ni của chúng ta là thường là có hai sợi đỏ và đen như này, hay cứ đẩy ra như thế. Thì đầu tiên anh em lấy sợi dây đỏ này, anh em quấn vào cái con tụ 2.2mm. Tụ này không phải là tụ phân cực nên anh em quấn đầu nào cũng được. Tụ phân cực thì nó sẽ có đánh dấu. Đó, quấn chặt nó lại. Còn tất nhiên các bác có mỏ hàn thì các bác hàn cho em. Còn dưới video hướng dẫn thì em vẫn là chỉ quấn lên cho các bác theo dõi. Và cái đầu còn lại anh em quấn vào một đầu của con xeo cảm. Con xeo cảm này thì không phân cực, anh em đấu chiều nào cũng được. Nhưng trong trường hợp này này, em làm hướng dẫn em đấu đỏ đen cho các bác đỡ cho dễ hiểu hơn, chứ không quan trọng là đỏ đen. Và một cái đầu âm còn lại của cái dây âm ni ra, anh em quấn vào trở sứ cho em. Trở sứ. Và cái đầu ra của cái trở sứ này anh em quấn vào cái đầu âm của con xeo cảm này. Như này anh em, nhiều anh em rất sợ chập đúng không ạ? Nhưng đã có cuộn xeo rồi thì mình không sợ chập anh em nhé. Không sợ chập đâu. Nếu nào hướng dẫn mà chập như này thì em đi cái đẩy là người đi đầu tiên, đúng không ạ? Đó. Đó, các bác có hình dung ra chưa? Đầu tiên dây dương qua tụ và đấu vào một đầu cuộn xeo cảm, và dây âm thứ hai là mình sẽ đấu vào một đầu của trở sứ, đầu trở sứ đây, và đầu dây da này thì sẽ quấn liền với đầu xeo cuộn xeo cảm này. Sau đây thì em sẽ đấu trực tiếp cho anh em mình theo dõi. Như anh em sẽ sợ chập, chập đi làm video hướng dẫn này mà nhà mình mất cái đẩy trước thì mình nổ trước luôn. Và khi đấu xong anh em ý nhé, cái dây da của cái đằng đỏ này là anh em cho vào đúng đỏ của cái tép thì nó sẽ hay hơn. Sau đây sẽ bật lên cho anh em cùng nghe.
mất này, anh em này mất rồi. Đây, cho vào là được này. Đây có điện nha, không phải là không có điện. Vậy em sẽ bỏ quận xeo ra nhá. Rồi anh em mình cùng nghe này. Bỏ xeo ra này. Bỏ xeo ra nhá. Đấu mức qua tụ với cả qua trở không thôi. Thì anh em xem nghe tiếng nó có khác không. Có thể máy quay thì nó không quét được cái sự thay đổi này. Đây em ví vào nhá. Nó khó phát hiện lắm vì nó chỉ một tí thôi, một chín một mười thôi. Em bỏ ra này. Và em mới hướng dẫn qua cho anh em mình về cách dựng ra một chiếc phân tần cho loa tép 450. Thực ra là rất là dễ, anh em mình không có gì là khó cả. Anh em có khó khăn gì trong cách dựng này thì có thể comment ở dưới cái video này, hoặc có thể điện trực tiếp cho em qua số máy 0904612323. Và anh em nghĩ rằng em chỉ làm video hướng dẫn và toàn bộ linh kiện này thì em không bán nhé, em không bán. Và em sẽ phép dừng đây. Và chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Và anh em nếu mà anh em thấy video này là có ích thì xin hãy cho em một đăng ký kênh và một like. Và em chúc các bác làm thành công cái phần tần này.